Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2023. Em là Lan Rừng Bảo Tú, số điện thoại liên hệ là 0386865005. Hôm nay thì em sẽ lên cho quý cô chú, anh chị mình một số cái chậu gáo dừa nha. Ở đây thì đang là mã số 1. Em có 5 cái gáo này. Cái trụ này thì có 5 cái gáo cô chú, anh chị nha. Đó. Rồi mã này có 5 gáo này cô chú, anh chị này. Đó, 5 gáo thì nhà em để giá là 250 ngàn nha. Mã số 1 em để giá là 250 ngàn. 5 gáo. Giá 250 ngàn thì đã bao gồm cả trụ, cả gáo và cả tiền cước cho cô chú anh chị mình rồi nha. Mã số 1 là 250 ngàn. Đó, trụ này cao được 60 nha. Cao được 60, ngang 50. Tiếp theo mã số 2, cô chú anh chị này, mã số 2 nha. Mã số 2 thì ở đây em có một trụ 3 gáo. Một trụ 3 gáo này, trụ này khá là nghệ thuật nha. Nói chung là cái đế của nó khá là chắc chắn rồi. Về cô chú anh chị mình không cần phải làm thêm đế đâu nha. Đó, mã số 2 này thì em để giá là 160 ngàn. À, cao được 50, ngang 50 luôn nha. Cao 50, ngang 50 luôn. Mã số 2, 160 ngàn. Rồi, tiếp theo là mã số 3 đây. Mã số 3 ở đây em có một trụ 3 gáo nha, một trụ 3 gáo. Cái trụ lũa này thì cô chú anh chị mình có thể thấy cái phần đế, cái phần gốc dưới của nó rất là chắc chắn này. Nói chung là nó ono đồ sộ luôn nha. Với cả nó khá là đặc ở bên trong, cục này khá là nặng. Cho nên là cái cục này em để giá là 200 ngàn. Cục này cao được 60. Cao được 60. Cao 60 và ngang 30 nha. Nó khá là cân đối. Khá là cân đối này. 200 ngàn, mã số 3. Rồi tiếp theo là mã số 4 này. Mã số 4 ở đây là một trụ 3 gáo. Trụ này thì khá là lớn nha. Trụ này khá là lớn. Đó, cô chú anh chị mình có thể thấy là một trụ cực kỳ là chắc chắn luôn này. Một trụ cực kỳ là chắc chắn luôn nha. Một trụ 3 gáo. Trụ này thì các bác không thích mà trồng gáo thì có thể thay thế bằng những cái máng mini cũng được nha. Trụ này chốt cho em 250 ngàn. Trụ mã số 4. Cao được 65. Cao 65 ngang 40 nha. Cao 65 ngang 40. 250 ngàn, mã số 4. Tiếp theo, mã này là mã trụ số 5. Các bác này, mã trụ số 5 này thì có 5 gáo nha. Em gắn 5 gáo. Cô chú anh chị mình về có thể gắn thêm 1-2 gáo nữa cũng được nha. Nói chung là cái trụ này khá là lớn. Nó ngang được 1 mét cơ. Ngang được 1 mét, cao 60 nha. Hai tay hai bên nó rất là cân đối luôn này. Hai tay hai bên rất là cân đối luôn nha. Trụ này là 500 ngàn. Trụ số 5 là 500 ngàn nha. Trụ rất là lớn, ngang 1 mét. Ngang 1 mét, cao 60. Các bác có thể gắn thêm gáo tùy thích nha. Nhà em có bán gáo lẻ luôn nha. Gáo lẻ nhà em bán là 15 ngàn cho một cái gáo lẻ. Mua 20 gáo em bao ship nha. Rồi đây là mã số 6. Các bác này, mã số 6. Đây cũng là một trụ gáo nha. Trụ gáo dừa mã số 6. Ở đây em gắn 7 cái gáo này. 7 cái gáo luôn nha, 7 cái gáo. Trụ này cao được 70, cao 70, ngang 60. Một trụ cực kỳ là chắc chắn luôn, một trụ cực kỳ là chắc chắn, khá là lớn nha. Trụ này thì em để giá là 550 ngàn. Trụ số 6, 550 ngàn nha. Một trụ 7 cái gáo. Giá đã bao gồm tiền gáo, tiền trụ và cả tiền cước cho các bác rồi. 550 ngàn, mã số 6 này. Tiếp theo, ở đây mã số 7, em có một gáo duy nhất nha, một gáo duy nhất. Ở đây là, cái gáo này là cực kỳ là lớn các bác này, gáo lớn luôn nha. Đây, cục lũa rất là đẹp luôn, nó xoắn xoắn rất là đẹp luôn, rất là nghệ thuật luôn này. Ở đây, bên dưới em có ghép thêm một cái cục đôn mini để cố định không để cho cái trụ đổ này. Đó, mã này là mã số 7 nha, số 7, một gáo thôi, một gáo bự luôn, gáo hoa văn đẹp luôn này, là 150 ngàn nha. Mã số 7 là 150 ngàn. Mã số 7 rất là nghệ thuật. Mã số 7 150 ngàn. Bên dưới cái phần nu nu ra thì mình có thể ghép thêm tiểu cảnh hoặc để thêm ấy cũng được nha. Rồi 150 ngàn, mã số 7. Tiếp theo thì cái phần lan rừng hôm nay nhà em vẫn sẵn cái hàng tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận nha. Tam bảo sắc thì mùa này đang chuẩn bị có bông rồi, chuẩn bị có bông, chuẩn bị có nụ rồi nha. Tam bảo sắc này là hàng lá dài ấy này, là em bán là 100 ngàn cho một ký. 100 ngàn cho một ký nha. Hiện tại ở đây chỗ này em đang còn cỡ khoảng 8 ký. Đó, 100 ngàn cho một ký tam bảo sắc.
Em bao ship từ 2 ký đây. Tiếp theo kim điệp xuân này cô chú anh chị này. Kim điệp xuân, bông của kim điệp xuân này, nói chung là nó đang nụ luôn, đang bông luôn cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn, một dề, hai dề. Đó, dề này có 4 cái nụ luôn này. Đó, chỉ cần ghép lên nguyên một dề thôi, đúng không? Ghép lên cục lũa, ghép lên cục lũa thôi. Nguyên một dề, bông của nó khá là sai. Đây, một nhánh luôn, bông màu vàng rực rỡ luôn nha, màu vàng tươi luôn. Kim điệp xuân là 150 ngàn cho một ký kim điệp xuân nha. Em còn cỡ khoảng 5 ký thôi. 150 ngàn cho một ký kim điệp xuân. Đang nụ. Có một số dề là nụ nó bé thôi nha. Một số dề là nụ bé thôi. Ở đây thì đây này. Ví dụ như dề này này. Nụ nó bé này. Bên dưới này nụ nó bé này. Đó. Rồi 150 ngàn cho một ký kim điệp xuân. Tam bảo sắc xếp này. Tam bảo sắc xếp thì em còn 2 ký thôi. Cỡ khoảng 2 ký thôi. Là 150 ngàn cho một ký tam bảo sắc xếp nhé. 150 ngàn cho một ký tam bảo sắc xếp. Tiếp theo, cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc rất là đẹp các bác nè. Hoàng thảo chuỗi ngọc cực kỳ là đẹp luôn nha. Cái lô này thì nó đang có nụ luôn cô chú anh chị ơi. Lô này thì đang có nụ nha. Đang có nụ luôn này. Nó nụ khá là nhiều. Nụ nó còn bé thôi. Về cô chú anh chị mình không sợ chột nụ nhá. Hoàng thảo chuỗi ngọc là 150 ngàn cho một ký. Hoàng thảo chuỗi ngọc 150 ngàn cho một ký này. Đó, ở đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì cũng đang nụ nhá. Đùi gà tròn thì cũng đang nụ này. Đang nụ thì đồng thời là nó cũng đang lên mầm này. Đang lên khá là nhiều mầm nhá. Đây, đùi gà tròn là 200 ngàn. Xin lỗi. 200 ngàn một ký đùi gà tròn, 200 ngàn một ký chuỗi ngọc nha. 200 ngàn một ký chuỗi ngọc, 200 ngàn một ký đùi gà tròn. Phân dê thì nhà em vẫn có sẵn cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mua túi hay mua rời em đều sẵn nha. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh và ủng hộ em ạ.